sẽ đưa em đi suốt cuộc đời. Mà sao không đưa đường đoạn đường em đi? Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về. Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa. Anh nhớ lần đầu tiên cho thấy nụ cười. Mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xin cảm ơn tất cả quý vị.